Đây là Lâm Oanh, đội trưởng truyền hài của Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống phát bóng mở màn cho set đấu thứ 3. Một set đấu mà Bộ Tư lệnh Thông tin nếu thắng sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Lúc này thì Bộ Tư lệnh Thông tin sau hai set đấu đang tạm dẫn Ninh Bình lên về Postbank với tỷ số là 2-0. Lâm Oanh và các đồng đội thắng 25-17 ở set đấu thứ 2. Ở set đấu đầu tiên và ở set 2 thì họ thắng 25-20. Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Hoài My, Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên với Postbank 2-0. Sang set đấu thứ 3 này thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng tiếp tục có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai, khi Hoài My là vận động viên ra sân ngay từ đầu. Như vậy là ở mỗi set đấu vừa qua của trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng đều sử dụng một chuyền hai khác nhau. Ở set đầu tiên thì người ra sân từ đầu là Yến Nhi, chuyền hai mà huấn luyện viên Thái Anh Tùng đã chiêu mộ từ đội bóng đang chơi ở giải hạng A nữ Hà Nội. Sang set 2 thì ông sử dụng cây chuyền hai số 1 của đội ở mùa giải năm ngoái Huyền Trang. Và set 3 thì người đang bắt đầu trên sân ở vị trí chuyền hai là Hoài My, 4-0 cho Ninh Bình lên về Postbank. Nếu nói về sự ăn ý với Bích Tuyền thì có lẽ Hoài My là cây chuyền hai có được sự ăn ý với Bích Tuyền nhiều nhất trong đội hình của Ninh Bình lên về Postbank hiện tại, khi đây là hai vận động viên đã từng cùng thi đấu trong mùa áo của truyền hình Vĩnh Long trước đây. Hoài My, pha đánh bóng của Nguyễn Thị Trinh, điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 5-0. Đinh Thị Thúy phát bóng, Kiều Trinh không qua được tay chắn của Ninh Bình lên về Postbank 6-0. Người đã chắn bóng có vẻ như là Nguyễn Thị Trinh. 6-0 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý ở trong set đấu thứ 3, lần hội ý đầu tiên của thầy trò luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu này. Cùng với biên phòng thì Ninh Bình lên về Postbank là hai đội bóng đăng ký số lượng vận động viên có thể nói là ít nhất ở giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Danh sách đăng ký của Ninh Bình lên về Postbank tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm nay chỉ có đúng 11 vận động viên. Và lúc này thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng cũng chỉ có 10 vận động viên có thể thi đấu sau khi libero Thanh Diệu đã dính chấn thương trong trận đấu bán kết với Hòa Chất Đức Giang Tia Sa. Thanh Diệu đã bị đứt dây chằng gối và rất có thể cô sẽ phải ngồi ngoài ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia, khi mà quãng thời gian thi đấu vòng 1 của Ninh Bình lên với Postbank đã ở rất gần. Nó sẽ thi đấu vòng 1 sau đây chỉ khoảng 1 tuần nữa thôi. Nguyễn Thị Phương, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 1-7. Hôm qua thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã phải trải qua một trận đấu 5 set cùng với VTV Bình Điền Long An. Và trong set đấu thứ 5 thì họ đã để cho VTV Bình Điền Long An dẫn tới 8-0. Trước khi Bộ Tư lệnh Thông tin để thua 3-15 ở trong set đấu thứ 5. 8-1 cho Ninh Bình lên về Postbank. Phát bóng hỏng của Nguyễn Thị Phương. Lê Thanh Thúy phát bóng. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền, một pha bỏ nhỏ. 2-8 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My và Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 9-2. Trong 3 cây chuyền hai mà huấn luyện viên Thái cũng đang sở hữu thì Hoài My là vận động viên hiểu Bích Tuyền rõ nhất. Đây là hai vận động viên đã từng
cùng thi đấu trong màu áo của truyền hình Vĩnh Long trước đây, trước khi đội bóng này được chuyển giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình và hiện tại lấy cái tên là Ninh Bình Liên Việt Postbank. Nguyễn Thị Trinh, một đường chuyền dài của Hoài My ra biên 4 cho Nguyễn Thị Trinh, 13 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Đường đánh bóng của Nguyễn Anh, Bích Tuyền. Và đó là Đinh Thị Thúy, điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank 11-3. Đó là tình huống ghi điểm của Đinh Thị Thúy. Tiếp tục là Đinh Thúy, Nguyễn Anh tầm qua được tay chắn của Ninh Bình Liên Việt Postbank. Hoài My và Lưu Thị Huệ. Kiều Trinh đánh bóng từ hàng sau. Bích Tuyền, bóng vẫn còn. Đó là tình huống cứu bóng của Nguyễn Thị Phương. Đến lượt Bích Tuyền cứu bóng. Lâm Oanh và Lễ Thảo. Phan Hồ, Nguyễn Thị Trinh, Tinh Thị Thúy. Những tình huống bọc lót cho nhau tốt của hai đội. Và lần này thì đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 4-11. Một tình huống bóng bền. Các vận động viên hàng sau của cả Bộ Tư lệnh Thông tin cũng như là Ninh Bình lên về Postbank đều đã có một pha bóng chơi đầy nỗ lực. Đây là tình huống phát bóng của Nguyễn Anh, tỷ số lúc này là 4-11 ở trong set đấu thứ 3. Đinh Thị Thúy không qua được tay chắn. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 5-11. Và trên sân thì Bộ Tư lệnh Thông tin huấn luyện viên Phạm Minh Dũng vừa thay phụ công Lễ Thảo bằng một phụ công còn rất trẻ. Đó là phụ công số 18 Đỗ Hồng Linh, một phụ công sinh năm 2007, tức là năm nay mới chỉ khoảng 16 tuổi mà thôi. Một phụ công đầy triển vọng, 16 tuổi nhưng đã có chiều cao lên tới 1m82. Điểm lên 6-11. 6-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đỗ Hồng Linh, phụ công 16 tuổi và cao 1m82, mang áo số 18 và đang ở trên hàng trên. Hoài My và Đinh Thị Thúy. Và đánh bóng của Nguyễn Thị Phương. Tiếp tục là Nguyễn Thị Phương. Đây là cơ hội cho các cô gái Ninh. Đinh Thị Thúy đã không thắng được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 7-11 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Cơ hội cho các cô gái Ninh Bình lên về Postbank nhưng Đinh Thị Thúy đã không thể thắng được tay chắn là của Lâm Oanh. Tình huống chắn đôi cùng với Đỗ Hồng Linh. Và huấn luyện viên Thái Anh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Như vậy là cả Ninh Bình lên về Postbank và Bộ Tư lệnh Thông tin mỗi đội đều đã sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây ở trong set đấu thứ 3 này. Đây là lần hội ý của đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank. Một quyết định đầy táo bạo của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng khi ông đã tùng một phụ công còn rất trẻ Đỗ Hồng Linh vào sân. Một phụ công phải nói là rất triển vọng
của bóng chuyền nữ Việt Nam khi năm nay mới chỉ có 16 tuổi nhưng đã có chiều cao lên tới 1m82. Đỗ Hồng Linh được các cổ động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin kỳ vọng sẽ trở thành một Bùi Thị Nga thứ hai của đội bóng này. Phát bóng an điểm ngay. 8-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My và Lưu Thị Huệ. Nhưng đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 9-11. Như vậy là trọng tài Nguyễn Thị Thúy Hà xác định Lưu Thị Huệ đã đánh bóng chạm lưới và bay ra ngoài sân chứ không chạm vào tay chắn của Thông tin. Tình huống phối hợp đánh một chân sau đầu nhưng trọng tài xác định Lưu Thị Huệ đã đánh bóng chạm lưới và bay ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 9-11. Đinh Thị Thúy, Lâm Hoành và Hồng Linh. Đinh Thị Thúy. Điểm cho Ninh Bình lên về một spike. 12-9. Lưu Thị Huệ phát bóng. Lâm Hoành và Nguyễn Thị Phương. Người đã phòng thủ hàng sau là Lưu Thị Huệ. Đinh Thúy đã không thể thắng được tay chắn của các cô gái Thông tin. Một tình huống chắn đôi với Lâm Oanh và Hồng Linh. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Người đã chắn bóng là Hồng Linh. Và đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công năm nay mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Ba ghi điểm của Lê Thanh Thúy. 13-10 cho Ninh Bình lên về Postbank. Tình huống phát bóng của Hoài My. Đội một không thực sự tốt của Bộ Tư lệnh Thông tin và họ đã phải trả giá. 14-10 cho Ninh Bình lên về Postbank. Sau trận đấu tranh hạng 3 của nữ giữa Ninh Bình lên về Postbank và Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ là trận đấu chung kết nữ giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và đội bóng đương kim vô địch của giải đấu VTV Bình Điền Long An. 15-10 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin thêm một tay đập trẻ nữa được huấn luyện viên Phạm Minh Dũng trao cơ hội thi đấu trên sân. Phương Thùy vào sân để thay cho Nguyệt Anh. Phương Thùy là vận động viên năm ngoái đánh ở đội trẻ của Thông tin. Và đánh bóng của Nguyễn Thị Phương. Điểm Thông tin 11-15. 11-15 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Cũng giống như Phương Thùy thì Nguyễn Thị Phương cũng là một tay đập đã được đôn lên đội trẻ của Bộ Tư lệnh. Một tay đập trưởng thành từ đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin và đã được đôn lên đội 1. Thì sau khoảng 3 năm lên đội 1 thì Nguyễn Thị Phương đã trở thành một chủ công trong đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin. Bích Tuy An không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Lâm Hoành. 16-11 cho Ninh Bình lên về Postbank. Bước 1 không tốt của Bộ Tư lệnh Thông tin trong khoảng thời gian vừa qua đã khiến cho họ liên tục để mất điểm. Điểm Thông tin 12-17. Đội Thông tin trên tay người số 2 ra sân, số 7 vào sân. Sự thay đổi người bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Phương Thùy rời sân và Nguyệt Anh đã trở lại sân. Và đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. 18-12.
cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Với những tình huống bắt bước một như vừa rồi thì rất khó cho Lâm Mạnh để có thể có được những tình huống tổ chức tấn công tốt. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Lần hội ý thứ hai của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu thứ ba này. Đề nghị vận động viên không phải đứng khởi động ở cuối sân. Rất đông các khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình lúc này để cổ vũ cho các cô gái Ninh Bình lên về Postbank, đội bóng chủ nhà của giải đấu. Tình huống phát bóng của phụ công Lê Thanh Thúy. Nguyệt Anh. Lâm Oanh, Kiều Trinh. Nguyệt Anh, Bích Tuyền không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 13-19. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống chắn đôi với Nguyệt Anh và Phạm Thị Hiền. Người đã chắn bóng là Nguyệt Anh. 13-19 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My, một đường chuyền dài cho Nguyễn Thị Trinh và đã có thêm một điểm số nữa cho Ninh Bình Liên Việt Postbank, 20-13. Có điểm trong tình huống bóng vừa rồi, 14-20 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống cứu bóng rất đáng khen của libero Yến Nhi và cây chuyền hai Hoài My. 14-20 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My, Nguyễn Thị Trinh, Việt Anh không qua được tay chắn của Ninh Bình Liên Việt Postbank. Một tình huống hai chắn với Lưu Thị Huệ và Hoài My. 21-14 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Nguyễn Thị Trinh phát bóng và bỏ nhỏ của Hồng Linh. Bích Tuyền không được. Một tình huống mà Bích Tuyền đã đánh bóng không tốt, pha bỏ nhỏ của đối chuyền mang áo số 10. Điểm tiếp xúc bóng là không tốt. Không phải là cổ tay mà là cánh tay. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 15-21. 16-21 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My và Lưu Thị Huệ. Bích Tuyền, Nguyễn Thị Phương, Đinh Thị Thúy. Bóng hơi sát lưới sau tình huống chuyền bóng của Hoài My. Đó là Bích Tuyền. Hoài My, Đinh Thị Thúy. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank, 22-16. Hai hai mười sáu.
pha đánh bóng giãn biên của chủ công Đinh Thị Thúy. 22-16 cho Ninh Bình lên về Postbank. Lâm Oanh và Hồng Linh. Một điểm số nữa cho Ninh Bình lên về Postbank. 23-16. Nguyễn Thị Phương rời sân và người vào sân đó là số 15 Mỹ Hằng. Mỹ Hằng. Tiếp tục là chủ công Mỹ Hằng. Đánh bóng đi ra ngoài, điểm cho Ninh Bình lên về Postbank. 24-16, cách biệt là 8 điểm. Và Ninh Bình lên về Postbank đang có tới 8 set point. Mỹ Hằng. Đinh Thị Thúy. Đó là một pha lỏng tay. 25-16. Đinh Thị Thúy đã mang về điểm số thứ 25 cho Ninh Bình lên về Postbank ở trong set đấu thứ 3 này. Cặp đấu giữa Ninh Bình lên về Postbank và Bộ Tư lệnh Thông tin. Lúc này thì hai đội đã bước vào set đấu thứ 4 và vừa có điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ 4, điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 1-0. Sau 3 set đấu thì Bộ Tư lệnh Thông tin đang tạm dẫn Ninh Bình lên về Postbank với tỷ số là 2-1. Dù vậy thì ở set đấu thứ 3, phần thắng đang thuộc về Ninh Bình lên về Postbank. Trong set 3 thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng vẫn sử dụng cây chuyền ai Hoài My. Trước đó thì set 1 huấn luyện viên Thái Anh Tùng sử dụng chuyền ai Yến Nhi. Và set 2 thì ông để cho chuyền ai Huyền Trang ra sân ngay từ đầu. Lâm Oanh và Hồng Linh. Hai một cho Ninh Bình lên về Postbank. Bên phía huấn luyện viên Phạm Minh Dũng của Bộ Tư lệnh Thông tin thì ông đang trao hội thi đấu cho một phụ công tuổi đời còn rất trẻ, đó là phụ công Đỗ Hồng Linh, phụ công mang áo số 18 và năm nay mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Dù mới 16 tuổi nhưng Hồng Linh có những thông số rất ấn tượng. Cô cao 1m82 và có tầm bật đà lên tới 2m97. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Pha đánh bóng của Kiều Trinh nhưng đã không qua được các tay chắn áo vàng. Điểm 3-1 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và đó là Hồng Linh. 2-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Mười sáu tuổi và cao 1m82, Hồng Linh hứa hẹn sẽ còn tăng chiều cao thêm trong những năm tới. Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank. 4-2. Đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công Lê Thanh Thúy. Lâm Oanh. Lâm Oanh. Kiều Trinh. Đó là một tình huống bò nhỏ. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-4. Hoài My và Bích Tuyền. Đánh bóng đi ra ngoài. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Nguyễn Thị Phương. 5-3 cho Ninh Bình lên về Postbank. Sau trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Ninh Bình lên về Postbank sẽ là trận đấu chung kết nữ giữa VTV Bình Điền Long An. Đội bóng đã đăng quang tại giải đấu này năm ngoái. Và Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Và đánh bóng của Nguyễn Anh. Nguyễn Thị Trinh.
Tiếp tục là chủ công Nguyễn Thị Trình. Nguyễn Anh, Hoài My chuyển ngoài Nguyễn Thị Trình. Và thêm một lần nữa thì Nguyễn Thị Phương lại đánh bóng đi ra ngoài. 6-3 cho Ninh Bình lên về Postbank. Những tình huống tấn công từ sau vạch 3m không thành công của Nguyễn Thị Phương. 6-3 cho đội chủ nhà Ninh Bình lên về Postbank. Nguyễn Thị Trinh. 7-3 cho Ninh Bình lên về Postbank. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đường truyền của Hoài My cho Nguyễn Thị Trinh. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý đầu tiên của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ tư này. Trên sân lúc này thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang trao cơ hội thi đấu cho phụ công trẻ Hồng Linh, trong bối cảnh mà phụ công Việt Hương có lẽ đã không thể tiếp tục thi đấu. Việt Hương là phụ công đã ra sân trong đội hình xuất phát của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu đầu tiên, nhưng cô đã bị đau. Việt Hương có lẽ là đã gặp chấn thương ở mũi sau pha va chạm cùng với đội trưởng Lâm Oanh trong một tình huống cứu bóng. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Nguyễn Thị Trinh. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 5-7. Nguyễn Thị Trinh là một trong những phụ công top đầu của dàn phụ công nữ ở Việt Nam hiện nay, và minh chứng là cô đã từng được gọi lên tập trung trên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Nhưng bây giờ thì khi trở về với câu lạc bộ, Nguyễn Thị Trinh lại đang phải chơi ở vị trí không phải sở trường, vị trí chủ công. Dù vậy thì Nguyễn Thị Trinh vẫn cho thấy được những đóng góp, vẫn có những đóng góp trong thành tích chung của Ninh Bình lên về Postbank. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Và đó là pha đánh bóng trên chắn của Bích Tuyền. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Nguyệt Anh và đã không thể có được một tình huống chuyền một thành công của Nguyệt Anh. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 9-5. Bích Tuyền. Một pha đập giãn biên của Bích Tuyền. 10-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Tình huống phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Bóng vẫn còn. Pha xử lý của Hồng Linh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trước đó thì người đã có pha xử lý trên lưới là Phạm Thị Hiền. Điểm 6-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Pha đánh bóng của Lưu Thị Huệ. Mười một sáu cho Ninh Bình lên về Postbank. Lưu Thị Huệ là một trong những chiều cao
một trong những phụ công có chiều cao tốt nhất của mặt bằng phụ công bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 7-11. Lâm Oanh phát bóng, Hoài My và Bích Quyền. Ở Ninh Bình lên Vietcombank Bank. Một pha đánh bóng trên chắn của Bích Tuyền. Mười ba bảy cho Ninh Bình lên Vietcombank Bank. Bước một của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin có vẻ như là đang gặp một chút vấn đề. Kiều Trinh, pha đánh bóng của Đinh Thị Thúy. Kiều Trinh, Đinh Thị Thúy điểm cho Ninh Bình lên Vietpostbank 14-7 cho Ninh Bình lên Vietpostbank. Tình huống phát bóng của Hoài My. Hồng Linh, đánh nhanh của Thanh Thúy. Phụ công Thanh Thúy mang về thêm một điểm số nữa cho Ninh Bình lên về Postbank 15-7 cho đội chủ nhà. Điểm thông tin 15. Bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin thì Mỹ Hằng, một chủ công trẻ, đã được tung vào sân để thay cho Nguyệt Anh. Không, có vẻ là Mỹ Hằng vào thay cho Nguyễn Thị Phương, số 17. Nhưng Ninh Bình lên với Postbank vẫn đang liên tiếp lên điểm. 16-8 cho Ninh Bình lên về Postbank. Hoài My, Bích Tuyền, một tình huống chắn bóng thành công của các cô gái Thông tin. Kiều Trinh lần này đã không thắng được các tay chắn của Ninh Bình lên về Postbank. 17-8 cho Ninh Bình lên về Postbank. 17-8 và cách biệt giai đoạn này đã là 9 điểm rồi. Như vậy là bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng lại vừa thay người. Và đó là pha đánh bóng của số 6 Thanh Hương. Thanh Hương vào sân để thay cho Kiều Trinh. Một sự thay đổi ở vị trí đối chuyền. Thanh Hương cũng là một vận động viên tương đối đa năng. Cô có thể chơi được đối chuyền và cũng có thể chơi cả ở vị trí phụ công. Và Thanh Hương cũng có một tài lẻ là chụp ảnh rất đẹp. Nguyễn Định Trình đã không thể thắng được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm 11-17 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 11-17 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và đây là tình huống phát bóng của Hồng Linh. Phát bóng ra ngoài. 18-11 cho Ninh Bình lên Vietpostbank.
Hoành và Phạm Duy Hiền, nhưng đã không qua được tay chắn của Ninh Bình Liên Việt Postbank. 19-11 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Và bây giờ thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã thay truyền 2. Lâm Oanh rời sân và người vào sân là truyền 2 Khánh Huyền. Rất nhiều những sự thay đổi của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu thứ tư này. Thay đối truyền, thay chủ công. Và bây giờ là thay truyền 2. Nhưng vẫn đang là mạch liên liệm của Ninh Bình Liên Việt Postbank. 20-11. Đúng là bước 1 của các cô gái bộ tư lệnh thông tin lúc này là có vấn đề. Việt Anh rời sân và người vào sân là Phương Thùy. Như vậy là ngoại trừ phụ công Phạm Thị Hiền thì trên sân lúc này của bộ tư lệnh thông tin trừ phụ công Phạm Thị Hiền và libero Lily thì các vận động viên còn lại đều là những nhân tố dự bị của bộ tư lệnh thông tin. Và đánh bóng của Thanh Hương và không qua được tay chắn của Nguyễn Thị Trinh. Một tình huống chắn bóng với Nguyễn Thị Trinh và Lưu Thị Huệ. 21-11 cho bộ tư lệnh thông tin. 22-11 điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 22-11. Trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5. Có lẽ là như vậy. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng chưa cho thấy sự hiệu quả. Điểm 12-22. Một điểm nữa cho bộ tư lệnh thông tin. Trên sân lúc này thì có lẽ ngoài libero, với sự thay đổi luân phiên giữa Lily và Thùy Linh cùng với phụ công Phạm Thị Hiền thì những nhân tố còn lại hầu hết là các vận động viên dự bị của bộ tư lệnh thông tin. Và Ninh Bình Liên Việt Postbank đang tiến gần đến chiến thắng ở trong set đấu thứ tư này. 23-12 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Và đó là pha đánh bóng của Bích Tuyền. Khánh Huyền và đánh bóng của Phương Thùy. Tình huống phòng thủ hàng sau không tốt của Mỹ Hằng. 24-12. Set point cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Và trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5. Với cách biệt như thế này thì khả năng săn lấp của bộ tư lệnh thông tin ở trong set đấu thứ 4 có thể xem như là bằng 0. Pha bỏ nhỏ của Lưu Thị Huệ. Phương Thùy. Một tình huống đánh hai truyền của Hoài My. Khánh Huyền. Phương Thùy. Điểm cho bộ tư lệnh thông tin 13-24. Nhưng vẫn còn tới 11 set point nữa cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Đánh bóng của Nguyễn Thị Trinh. Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Một pha bỏ nhỏ và Thanh Hương đã không để cứu bóng thành công. 25-13, Ninh Bình Liên Việt Postbank là đội bóng giành chiến thắng ở trong set đấu thứ tư khi mà trận đấu tranh hạng 3 của nữ, trận đấu đầu tiên diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm nay, đã phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5. Cặp đấu giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank và bộ tư lệnh thông tin, và đây là set đấu thứ 5. Lâm Oanh và Kiều Trinh. Bộ tư lệnh thông tin thắng set 1 và set 2, nhưng ở set 3 và set đấu thứ 4 thì Ninh Bình Liên Việt Postbank đã cho thấy sự trở lại ngoạn mục. 1-0 cho bộ tư lệnh thông tin. Trong set đấu thứ 5 này thì truyền 2 của Ninh Bình Liên Việt Postbank ra sân từ đầu vẫn là Hoài My, người đã chuyển chính từ set đấu thứ 3 và là người mở màn cho màn lội ngược dòng của Ninh Bình Liên Việt Postbank để kéo trận đấu này vào tới set đấu thứ 5. Bích Tuyền không qua được tay chắn của bộ tư lệnh thông tin.
Một tình huống chắn bóng với Kiều Trinh và Phạm Thị Hiền, 2-0 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoài My và Bích Hiền, bóng đã đi trúng vào người của Thùy Linh. 4-2 cho Ninh Bình lên về Postbank. Tình huống mà bóng đã đi trúng vào mặt của Thùy Linh sau pha đánh bóng cực mạnh của Bích Tuyền. Một tình huống trồng lên Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-1. Lúc này thì trên sân Thùy Linh vẫn đang bị đau. Thùy Linh vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau pha đánh bóng của Bích Tuyền. Và libero trên sân của Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn đang là libero Lily. Bóng ra ngoài và đó là điểm số cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 2-3 cho đội chủ nhà. Các cổ động viên của Ninh Bình Liên Việt Postbank đang cổ vũ rất cuồng nhiệt cho thầy trò luyện viên Thái Anh Tùng. 2 năm qua dưới sự dẫn dắt của luyện viên Thái Anh Tùng thì Ninh Bình Liên Việt Postbank là đội bóng nằm trong top 3 đội mạnh nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Huấn luyện viên Anh Tùng cũng đã có được một danh hiệu cùng với Ninh Bình lên về Postbank, đó là chức vô địch tại giải bóng chuyền cúp lên về Postbank. Điểm 4-3. 4-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài và tỷ số là 5-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này, một tình huống đánh bóng lách chắn của Bích Tuyền nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. Hoài My, Bích Tuyền không được, rất đáng tiếc. Phạm Thị Hiền đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công và điểm số là 4-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Bước 1-0 tốt của Lily. 5-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Nguyễn Thị Trinh chắn bóng ra ngoài. Bóng đã chạm vào tay chắn đi ra ngoài và đó là điểm số cho Ninh Bình lên Việt Postbank. 6-5, Việt Hương đã có thể trở lại thi đấu ở trong set đấu thứ 5. Nhưng Bộ Tư lệnh Thông tin thì đang để cho Ninh Bình lên Việt Postbank dẫn điểm và đây là lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây của Bộ Tư lệnh Thông tin. Lần hội ý đầu tiên của thầy trò luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu thứ 5 này. Ninh Bình Liên Việt Postbank đang có được lợi thế sân nhà. Họ có được lợi thế tinh thần khi đã thắng set 3 và set đấu thứ 4. Và họ cũng đã có được lợi thế về mặt thể lực so với Bộ Tư lệnh Thông tin. Ninh Bình Liên Việt Postbank có một ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay. Trong khi đó thì vào chiều tối qua, Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn còn phải trải qua một trận đấu tới 5 set cùng với VTV Bình Điền Long An. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh.
Lâm Oanh chuyển cho ai? Đó là Kiều Trinh. Không được, đã có Yến Nhi chờ sẵn. Nguyễn Thị Trinh điểm số cho Ninh Bình lên về Postbank. 7 năm cho Ninh Bình lên về Postbank. Một đường chuyền dài của Hoài My cho Ninh Bình lên Việt. Một đường chuyền dài của Hoài My ra biên 4 cho Nguyễn Thị Trình và 7 năm cho Ninh Bình lên Việt Postbank. Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Đó là tình huống phòng thủ hàng sau của Đinh Thị Thúy. Nguyễn Thị Trình 8 năm cho Ninh Bình lên Việt Postbank. Bây giờ thì cách biệt mà Ninh Bình lên Việt Postbank tạo ra so với Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ 5 đã là 3 điểm. 8 năm và hai đội đổi sân. Tiếp tục thi đấu set đấu thứ 5. Tình huống phát bóng của Bích Tuyền. Đinh Thị Thúy chuyền 1, Hoài My chuyền 2 và Nguyễn Thị Trinh là người dứt điểm. 9 năm cho Ninh Bình lên về Postbank. Ngày thứ 2 liên tiếp, trận thứ 2 liên tiếp, Bộ Tư lệnh Thông tin phải chơi tới 5 set. Và rất có thể họ cũng sẽ phải đối diện với một thất bại thứ 2 liên tiếp. Pha ghi điểm của phụ công Việt Hương, một chân sau đầu cùng với Lâm Oanh. 6-9 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kiều Trinh phát bóng. Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 16. Nếu coi trận đấu này là một bài test của huấn luyện viên Thái Anh Tùng dành cho ba cây chuyền hai Hoài My, Yến Nhi và Huyền Trang cho vị trí chuyền hai chính của Ninh Bình lên với Postbank ở vòng 1 sắp tới, thì có lẽ là Hoài My sẽ là vận động viên, sẽ là chuyền hai có được điểm số cao nhất. Hoài My, Bích Tuyền. 11-6 cho Ninh Bình lên về Postbank. Hôm nay thì Hoài My chơi không chỉ ăn ý với Bích Tuyền mà còn đặc biệt với cả Nguyễn Thị Trinh, và điều đó đã khiến cho lối chơi tấn công của Ninh Bình lên về Postbank trở nên khó lường hơn khi có chuyền hai Hoài My trên sân. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Hoài My, Bích Tuyền đánh bóng trên chắn. Nhưng đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Có vẻ như là trọng tài đã bắt lỗi với Ninh Bình lên về Postbank, lỗi với Hoài My. Có lẽ là đã có một tình huống chạm lưới hoặc là dẫm vào vạch giữa sân của cây chuyền hai bên phía Ninh Bình lên về Postbank. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 8-11. Trôi qua. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Hoài My và Đinh Thị Thúy. Nỗ lực cứu bóng của Kiều Trinh.
nhưng Nguyễn Đình Phương đã không thể thắng được tay chắn của Ninh Bình lên về post bank 12-8. Đó có vẻ như là một tình huống chặt bóng có sự có mặt của Lưu Thị Huệ, một trong những phụ công có chiều cao tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. 12-8 cho Ninh Bình lên về postbank, lại là một đường chuyền dài của Lâm Anh ra biên 4 cho Nguyễn Thị Phương. Và Bích Tuyền mang về điểm số thứ 13 cho Ninh Bình lên về postbank. 13-8 cho Ninh Bình lên về postbank. Chiến thắng đang ở rất gần với thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Matchboy cho Ninh Bình liên về postbank. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 5 này. Đó cũng là lần hội ý cuối cùng của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong trận đấu tranh hạng 3 mà chúng ta đang theo dõi. Năm ngoái thì Ninh Bình Doveco của luyện viên Thái Thanh Tùng cũng kết thúc giải bóng chuyền quốc gia Lưu Bình Điền ở vị trí thứ 3. Họ đánh bại Than Quảng Ninh trong trận đấu tranh huy chương đồng. Và năm nay thì với 6 match point đang có được, Ninh Bình lên về postbank cũng rất có thể sẽ kết thúc quốc gia Lưu Bình Điền năm nay ở vị trí thứ 3. Điều đó chưa xảy ra. Lâm Oanh đã mang về thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin với một tình huống đánh hai chuyền. 9-14 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Việt Hương. Hoài My và Đinh Thị Thúy. Bóng đã chạm vào tay chắn của Thông tin và bay ra ngoài sân. Và trận đấu này đã kết thúc. Trận đấu này đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Ninh Bình lên về postbank.